Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 7 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là chia sẻ lời Chúa Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức Đức Thánh Cha nói Thực tế quan trọng hơn ý tưởng Vatican Viết phần giới thiệu cho cuốn sách Phụ nữ và các thừa tác vụ trong giáo hội hiệp hành với nội dung gồm những đề nghị của ba nữ thần học gia đối với Hội đồng Hồng Y Cố Vấn Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thực tế quan trọng hơn ý tưởng, và lắng nghe đau khổ và niềm vui của phụ nữ chắc chắn là một cách để mở ra với thực tế. Sách Phụ nữ và các thừa tác vụ trong giáo hội hiệp hành là một cuộc đối thoại mở giữa năm tác giả. Nữ tu Linda Poacher thuộc dòng con đức mẹ phù hộ và là giáo sư Kitô học và thành mẫu học tại khoa giáo hoàng khoa học giáo dục Auxilium ở Roma. Bà Yuliva di Berardino, phụ nữ thanh hiến thuộc Ordo Vicinum của giáo phận Verona, giảng viên và trưởng các khóa học linh đạo và linh thao, nữ giám mục giáo hội Anh giáo Jobile Wells, Đức Hồng Y Jean-Claude Dolerix, Tổng giám mục Luxembourg, Tổng tường trình viên Thượng hội đồng giám mục, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ và là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên. Nội dung sách là kết quả của cuộc họp giữa Đức Thánh Cha và Hội đồng Hồng Y Cố Vấn và Ban nữ thần học gia vào ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha viết, Thực tế quan trọng hơn ý tưởng. Đây là một trong những nguyên tắc đã hướng dẫn suy tư và phân định của tôi trong nhiều năm, và tôi đã muốn trao lại suy tư và phân định này cho các cộng đoàn giáo hội khi chiều giáo hoàng của tôi bắt đầu. Tôi rất vui khi thấy chương trình mà Sir Linda Poster đề xuất cho Hội đồng Hồng Y về chủ đề Phụ nữ trong giáo hội và các thờ tác vụ trong giáo hội được hướng dẫn bởi cùng một nguyên tắc này. Theo đức thánh cha, đôi khi giáo hội bị rơi vào bẫy coi việc trung thành với các ý tưởng quan trọng hơn thực tế. Tuy nhiên, thực tế thì lớn hơn ý tưởng, và khi thần học rơi vào bẫy của những ý tưởng rõ ràng và khác biệt, thì không thể tránh được việc thần học phải hy sinh phần thực tại của mình trên bàn thờ ý tưởng. Ngài nhận xét đau khổ trong cộng đoàn giáo hội có khi liên quan đến cách thức tác vụ được hiểu và được sống không phải là một thực tại mới. Thảm kịch của các vụ lạm dụng đã buộc chúng ta mở mắt ra trước tai họa của thái độ giáo sĩ trị. Điều không chỉ liên quan đến thư tác vụ thánh chức mà mọi người đều có thể rơi vào việc thi hành quyền bính một cách sai trong giáo hội. Ngài viết tiếp: lắng nghe đau khổ và niềm vui của phụ nữ chắc chắn là một cách để mở ra với thực tế. Lắng nghe không phán xét và không thành kiến giúp chúng ta nhận ra rằng ở nhiều nơi và trong nhiều tình huống, phụ nữ đau khổ chính vì thiếu nhận thức về họ là ai và họ làm gì, cũng như về những gì họ có thể làm và trở thành nếu họ có không gian và cơ hội. Những phụ nữ đau khổ nhất thường là những người gần gũi, sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và vương quốc người. Đức Thánh Cha nhận định, tập sách gồm những đề nghị của ba phụ nữ đưa ra cho hội đồng hồng y liên quan đến các thừa tác vụ trong giáo hội có giá trị không khởi đi từ những ý tưởng nhưng là lắng nghe thực tế từ việc giải thích khôn ngoan những kinh nghiệm của các phụ nữ trong giáo hội. Những nhà truyền giáo kỹ thuật số hướng tới năm tháng giới trẻ 2025 Roma, ngày 13 tháng 7 sắp tới, những nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng sẽ họp nhau tại Aparecida, Brazil với sự có mặt của đức ông Lucio Andrian Ruiz, thư ký của Bộ Truyền thông để thảo luận về năm thành giới trẻ đầu tiên, với đại hội diễn ra từ 28 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8 năm 2025 tại Roma. Tại Aparecida, Brazil, vào ngày 13 tháng 7, cuộc họp quốc gia của các nhà truyền giáo kỹ thuật số lần đầu tiên được tổ chức ở Brazil bởi Ủy ban giám mục về truyền thông xã hội của Hội đồng giám mục Brazil với chủ đề Hãy thả lưới, lấy cảm hứng từ Tin mừng Thánh Luca. Năm tới 2025 Trùng với thời gian đại hội của năm tháng giới trẻ, những nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng công giáo sẽ họp nhau tại Roma trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2025. Đối với nhiều người, đây sẽ là cuộc hội ngộ sau cuộc gặp gỡ thế giới đầu tiên được triệu tập trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon năm 2023. Nhân dịp đó, trong bài giảng thánh lễ dành cho những người có ảnh hưởng công giáo Đức Hồng Y. Jose Tolentino de Mendoza, Tổng trưởng của Bộ Văn hóa và Giáo dục, đã ngỏ lời với các nhà truyền giáo trẻ như sau. Ngày nay, giáo hội cần các bạn, những người có ảnh hưởng kỹ thuật số thanh mến. Hãy trở thành người mang niềm hy vọng vào những không gian mới của các quan hệ xã hội, là phương tiện truyền thông xã hội và mạng xã hội. Chính Đức Thánh Cha Francisco khi nói chuyện với một nhóm các nhà truyền giáo kỹ thuật số, đã khuyến khích họ cảm thấy mình giống như một cộng đồng, một phần của đời sống truyền giáo của giáo hội, vốn không bao giờ ngài đón nhận những chân trời và những biên giới mới. Và với sự sáng tạo và lòng can đảm, hãy công bố lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính phủ Nicaragua đóng cửa đài phát thanh Maria Managua, ngày 9 tháng 7 vừa qua, chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega đã đóng cửa đài phát thanh Maria, một đài phát thanh công giáo đã hiện diện ở Nicaragua hơn 40 năm qua. Quyết định đóng cửa đài phát thanh Maria cùng với 12 tổ chức khác đã được bà Maria Amelia Coronel Kinloch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nicaragua, ký vào ngày 9 tháng 7 và thông cáo trên báo La Gacheta của nhà nước. Biện minh cho hành động bách hại này, bà Maria nói từ năm 2019 đến năm 2023, đài phát thanh Maria đã không báo cáo chi tiết tài chính và ủy ban quản lý đài đã hết quyền điều hành từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, trên thực tế, chính nhà nước đã từ chối không nhận các báo cáo tài chính khi các tổ chức này nộp, chứ không phải các tổ chức không nộp báo cáo. Với quyết định đóng cửa, thông cáo trên báo La Gaceta cũng nói thêm: tất cả các tài sản của các tổ chức bị đóng cửa sẽ được chuyển giao cho chính phủ Nicaragua. Đây là biện pháp thường được chính phủ thực hiện khi quyết định thu hồi tư cách pháp nhân của tổ chức phi lợi nhuận. Đóng cửa là hành động bách hại tiếp theo của chính quyền đối với đài phát thanh Maria. Trước đó, vào ngày 11 tháng 4, đài đã thông báo tài khoản ngân hàng tại Banco de la Producción, nơi tổ chức nhận tiền hỗ trợ của các ân nhân đã bị nhà nước đóng băng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Arturo, cựu đại sứ Nicaragua cạnh tổ chức các nước Mỹ Châu đã tố cáo những hành động bách hại của chế độ độc tài Daniel Ortega ở Nicaragua, hủy tư cách pháp nhân và lý do các tổ chức phi chính phủ đã có những bất thường trong việc trình bày ngân sách là một kịch bản đã được lập đi lập lại trong một thời gian dài của chính quyền Nicaragua. Tính từ năm 2018, năm nổ ra các cuộc biểu tình phản đối cải cách an sinh xã hội đến nay, hơn 3.500 tổ chức phi chính phủ đã bị chính phủ ở Managua giải tán và trong 4 tháng đầu năm 2024 do cuộc đàn áp giáo hội công giáo dưới chế độ của vợ chồng tổng thống Daniel Ortega và phó tổng thống Rosario Murillo, 34 linh mục công giáo đã phải rời Nicaragua. Hội đồng giám mục Pakistan chào mừng luật tăng tuổi kết hôn Kitô giáo lên 18 tuổi. Islamabad Hội đồng giám mục Pakistan Chào mừng việc Quốc hội nhất trí thông qua luật hôn nhân Kitô giáo mới. Theo đó, tăng độ tuổi kết hôn cho cả nam lẫn nữ với tuổi tối thiểu là 18. Theo đề xuất của nghị sĩ Navid Amiyeva, Quốc hội Pakistan đã nhất trí thông qua dự luật đã được thượng viện trình bày và thông qua sửa đổi luật hôn nhân Kitô giáo năm 1872. Cho đến nay, độ tuổi tối thiểu là 13 tuổi đối với trẻ nữ và 16 tuổi đối với trẻ nam, một quy định từ quá khứ khiến việc bảo vệ trẻ vị thành niên và đặc biệt là trẻ nữ nói riêng khỏi bị lạm dụng tình dục và tảo hôn trở nên khó khăn hơn. Theo luật mới, tuổi kết hôn đối với cả nam và nữ của các cộng đoàn Kitô là 18. Trong một tuyên bố chung, Đức cha Samson Sukadin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan và cha Bekna Emmanuel, người đứng đầu Ủy ban Quốc gia về Công lý và Hòa bình, bày tỏ vui mừng và biết ơn vì dự luật hôn nhân Kitô giáo sửa đổi năm 2024 đã được thông qua. Theo các giám mục, sửa đổi này đã đáp ứng yêu cầu từ lâu của giáo hội. Thực tế, trước đây, nhiều lần các giám mục đã yêu cầu sửa đổi luật này nhằm chống lại hiện tượng kết hôn sớm, thường liên quan đến các vụ bắt cóc. Tuyên bố viết, luật này sẽ có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ nữ và trẻ vị thành niên của chúng tôi khỏi bị cưỡng bức cải đạo và tảo hôn. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ sẽ thực hiện các bước tiếp theo để hình sự hóa việc cưỡng bức cải đạo. Luật này được đưa ra với sự đồng ý của tất cả các giáo hội Kitô ở Pakistan. Các giáo hội tin rằng luật này sẽ bảo vệ các thiếu nữ và đảm bảo các quyền cơ bản của họ, đặc biệt là quyền được giáo dục, y tế và các quyền phụ trợ khác. Luật này quy định việc kết hôn chỉ được tổ chức và đăng ký khi tuổi của cả hai bên đều đủ 18 tuổi. Luật cũng quy định, trong trường hợp có tranh chấp về tuổi của các bên, tòa án sẽ xác định độ tuổi trên cơ sở căn cước, giấy khai sinh, giấy chứng nhận học tập hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác có liên quan. Trong trường hợp không có những giấy tờ này, độ tuổi có thể được xác định dựa trên báo cáo y tế. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa nhật thứ 15 thường niên Xin kính chào toàn thể ông bà anh chị em Sau khi được chọn và gọi để bước theo và chia sẻ cuộc sống với Thầy Giêsu một thời gian được nghe những giáo huấn của thầy, chứng kiến thầy trừ quỷ và chữa lành cho dân chúng. Hôm nay, các môn đệ, cụ thể là nhóm 12, được mời gọi bước một bước kế tiếp trên hành trình người môn đệ. Đó là chia sẻ sứ mạng của thầy mình. Câu chuyện tin mừng Chủ Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Má Cô thuật lại những hướng dẫn và căn dặn của thầy Giêsu trước khi sai các môn sinh của mình đi thi hành sứ mạng loan báo tin mừng và chữa lành. Đức Giêsu không sai các môn đệ của mình đi riêng lẻ mà đi theo nhóm hai người một. Lý do có lẽ từ truyền thống do Thái giáo. Một sứ điệp được xác thực là chân lý cần phải có ít nhất hai nhân chứng trở lên. Và điều này cũng nói lên yếu tố cộng đoàn trong việc sống tin mừng các môn đệ không chỉ được sai đi rao giảng nhưng còn có thể làm được những dấu lạ như trừ quỷ, chữa bệnh để chứng thực lời giảng của các ông. Thế nên yếu tố rất quan trọng đó là người môn đệ đó được ban cho quyền trên các thần ô uế để đủ sức mạnh khử trừ tà thần. Hay nói cách khác, chính sức mạnh của Đức Giêsu được thể hiện nơi các môn đệ của mình trong khi các ông thi hành sứ mạng thầy chào. Kế đến Đức Giêsu chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Hành trang người môn đệ cần thanh thoát, nhẹ nhàng, không cậy dựa vào những điều bên ngoài mà cậy dựa vào Chúa và lòng quảng đại của những người đón tiếp mình. Vì sao Đức Giêsu căn dặn các môn đệ vào nhà nào hãy ở yên đấy cho tới lúc rời đi. Đừng đi từ nhà này đến nhà kia. Hiếu khách và đón tiếp khách trọ qua đêm là truyền thống và là niềm vinh dự của người Do Thái thời Đức Giêsu, đặc biệt là ở những vùng đất không có nhà trọ. Cũng giống như Đức Giêsu, sau một thời gian ngắn các môn đệ rao giảng, trừ quỷ và chữa bệnh thì các ông cũng được nhiều người quý mến. Ai cũng muốn đón tiếp về nhà mình. Vì thế để tránh tình trạng dân làng so kè hơn thua về sự hiếu khách của họ, rồi cũng tránh gây tổn thương cho những gia đình nghèo không đủ các tiện nghi để đón tiếp các môn đệ. Thế nên ở một chỗ cho tới thi khi thi hành sứ mạng xong, sẽ tránh được những chia trí không cần thiết. Còn đối với những nơi người ta không đón nhận và không nghe lời giảng của các môn đệ thì sao? Đức Giêsu nói: Hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Với người Do Thái, đất Israel là đất thánh. Cho nên sau khi ra khỏi lãnh địa của mình, khi trở về, người Do Thái phải nhũ bụi đất của nhân ngoại ra khỏi chân mình như một cử chỉ cho thấy họ không theo đường lối dân ngoại và cũng không để cho lối sống của họ ảnh hưởng lên mình. Vũ bụi đất ở chân cũng là cử chỉ biểu tượng cho một lời cảnh báo nghiêm túc cho những người khước từ sứ điệp và đường lối tin mừng rằng họ cũng đang khước từ sự sống đời đời trong ngày cánh trùng. Đây cũng là lời nhắc nhở các môn đệ đừng nản lòng khi lời giảng của mình chưa được đón nhận bởi một số đối tượng nhất định. Hãy cứ làm sứ mạng loan báo của mình trong sự vâng phục, còn kết quả thì đặt trong tay Chúa thừa lệnh truyền và vâng theo các chỉ dẫn của thầy, các môn đệ đã lên đường loan báo tin mừng, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Các môn đệ đã trừ được nhiều quỷ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Còn chúng ta thì sao? Những môn đệ của Đức Giêsu của thế kỷ 21. Lời mời gọi loan báo và làm chứng cho tin mừng không của riêng ai. Mệnh lệnh và những chỉ dẫn của Đức Giêsu dành cho các tông đồ xưa vẫn đang tiếp tục thúc giục các thành phần dân Chúa nơi hội thánh hôm nay. Dù mỗi chúng ta đang sống trong bậc sống tu sĩ, giáo sĩ hay giáo dân, dù đang ở trong vị trí lãnh đạo, người huấn luyện hay người thụ huấn, mỗi chúng ta sẽ không thể loan báo và làm chứng cho tin mừng nếu chúng ta chưa có và chưa sống tin mừng không thể đẩy lui bóng tối của sự dữ và sức mạnh của tà thần khi chúng ta vẫn để nó lèo lái một cách ngọt ngào và tinh vi với những lý lẽ và mục đích xem ra rất tốt lành. Nhưng cốt lõi cuối cùng cần phải có phải là sự thánh thiện và khiêm nhường thật. Từ đó sẽ có được tình yêu và lòng bao dung như chính Thầy Giêsu hiền lành, khiêm nhường và đầy xót thương thế nên dù đang ở chặng đường nào trên hành trình làm môn đệ Đức Giêsu để sống và loan báo tin mừng, mỗi chúng ta vẫn được mời gọi tiếp tục ở lại với Thầy trong cầu nguyện. Vì nếu thiếu cầu nguyện, người môn đệ không thể đón nhận được quyền và sức mạnh đến từ chính Thiên Chúa để nhận diện và phân biệt được ánh sáng và bóng tối, ô uế với thánh thiện. Nhận diện ra tà thần đã khó có quyền trên chúng quả là một ân ban chứ không phải sức riêng ta. Và cũng chỉ nhờ và qua cầu nguyện, người môn đệ mới đủ tự do và thanh thoát trong việc dùng những phương tiện sao cho qua đó tin mừng được sống và thấm vào tâm hồn. Người, những người nghe nhiều nhất. Thay vì cứ loay hoay với những cây gậy, tiền dắt lưng, áo này áo nọ, vân vân và vân vân không nói chi đến sống tin mừng. Ngày hôm nay để dành thời gian và năng lượng cho việc phát triển đời sống tinh thần, vun đắp những mối tương quan mang lại hạnh phúc thật. Rất nhiều người đang cổ võ và sống lối sống tối giản, chỉ giữ lại và dùng những phương tiện vật chất căn bản và cần thiết nhất mà thôi. Vì đích nhắm của họ là chất lượng của những giá trị tinh thần. Cuối cùng đón nhận và sống tin mừng là một trọ lựa tự do cho nên người môn đệ cũng phải có được nội tâm tự do ngay cả khi anh chị em mình chưa sẵn sàng và từ khước tin mừng mà mình chuyển trao hãy nhũ bụi chân lại cũng có nghĩa là đừng để cho những thất vọng bi quan và nản lòng vốn có của thế tục len lỏi vào lãnh địa tâm hồn ta những thứ tiêu cực đó có nguy cơ cản lối chân người môn đệ vấy bẩn những ước mơ cao đẹp và khát khao lên đường của họ. Để vun đắp cho giá trị tinh thần và đời sống nội tâm, người ta cần chọn lối sống tối giản. Thì việc để những giá trị tin mừng được sống và lan tỏa, người môn đệ Đức Giêsu hôm nay chọn lối sống nào đây? Mỗi chúng ta chắc chắn sẽ có câu trả lời rất cá vị và rất đặc thù, tùy vào chặng đường và sứ mạng rất riêng của mỗi người trên hành trình theo Chúa. Hãy xin Chúa giúp mỗi chúng ta tìm được câu trả lời. AMEN Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội Các nữ tu Ấn Độ dòng bác Ái Nazareth chăm sóc trẻ em khuyết tật trong hơn ba thập kỷ các nữ tu dòng bác ái nazareth đã mở rộng hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật thông qua trường asha dipom ở trichy ấn độ phục vụ như một ánh sáng hy vọng đúng như tên gọi của nó các nữ tu đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ tinh thần cho trẻ em khuyết tật và gia đình các em Nhiệt thành trong sứ vụ giúp đỡ trẻ em khuyết tật trí tuệ, vào năm 1995, các nữ tu dòng bác ái Nazareth đã thành lập trung tâm chăm sóc Asha Dipamda. Kể từ đó, Asha Dipam đã phục vụ trẻ em khuyết tật tâm thần và tìm cách mang đến cho các em cơ hội phát triển toàn diện bằng cách tập trung vào khả năng và tiềm năng độc đáo của các em trung tâm trang bị cho các cá nhân những kỹ năng cần thiết cho công việc hàng ngày khuyến khích họ theo đuổi các cơ hội học tập và nghề nghiệp đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội và giải trí các sinh viên được tham gia đào tạo chuyên môn đa dạng bao gồm sản xuất nến nấu ăn làm hoa vòng tay và ngọc trai cũng như sản xuất nhang ngoài ra họ còn được hướng dẫn cách cắt mây và làm vườn trong những năm qua, Asadipam đã hỗ trợ khoảng 460 trẻ em, nâng cao phẩm giá của các em và giúp các em phát huy hết tiềm năng của mình. Gần 50 sinh viên làm việc để tự nuôi sống bản thân. Một số trẻ em đã giành được huy chương trong Thế vận hội Olympic đặc biệt cấp quận, liên quận và quốc gia, cũng như Thế vận hội Olympic quốc tế đặc biệt ở Mỹ và Hy Lạp Julian Santo là một trong những trẻ em mà nhà trường đặc biệt tự hào. Câu chuyện đầy biến đổi của em minh họa cho sự nỗ lực và thành công của các em, của phụ huynh, các nữ tu và nhân viên của trung tâm Asha de Palm. Julian Santo, một trẻ em bị nhiều khuyết tật, bao gồm chứng tự kỷ và các thách đố về thị giác, đã phải đối mặt với những trở ngại đáng kể khi vào trường đặc biệt Asha de Palm ở Crawford. Chi 5 năm trước, khi đó, Julian không thể nhận ra khuôn mặt của mẹ mình và chỉ dựa vào các đặc điểm thể chất như chiều cao để nhận dạng bà. Khi chuẩn bị vào tiểu học, em phải đối mặt với những khó khăn trong các hoạt động hàng ngày như ăn uống, mặc quần áo và sử dụng phòng tắm do bị khiếm thị và mắc chứng tự kỷ. Việc hiểu kích thước, màu sắc và hình thức là điều khó khăn đối với em. Nhà trường đã cung cấp cho Julian tất cả sự hỗ trợ y tế cần thiết để giải quyết các vấn đề về thị lực và em đã trải qua một chương trình tích hợp giác quan đặc biệt kéo dài 3 tháng do một trong những giáo viên bà Rosalind Francis hướng dẫn và được các nữ tu giám sát. Sau đó chương trình đào tạo có mục tiêu đã được cung cấp để cải thiện thị giác của em. Sau khi được đào tạo chuyên sâu kéo dài vài năm, Julian đã thành công vượt xa thử thách của chứng nhại lời, là chứng mô phỏng lại những âm thanh, lời nói mà họ nghe được thay vì đưa ra câu trả lời. Giờ đây em có thể phân biệt thành thạo các đồ vật trong lớp học, nhận biết các bộ phận cơ thể, nắm bắt nhịp điệu, xác định các hình dạng và màu sắc khác nhau, vân vân. Julian đã phát triển khả năng phát âm tên của các loại trái cây, rau quả, quần áo, ô tô chim và các sinh vật khác ngoài ra em có thể đọc kinh mỗi sáng thể hiện kiến thức tổng quát nhớ tên số và phân biệt nguyên âm và phụ âm mặc dù có vấn đề về thị lực nhưng julian vẫn có trí nhớ ấn tượng nhớ lại các chi tiết với độ chính xác tuyệt vời joan matarasi mẹ của julian santo bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vô hạn trước sự tiến bộ vượt bậc của con trai kể từ khi em theo học trường đặc biệt asadipom bà nhấn mạnh rằng julian đã đạt được những bước tiến đáng kể trong sự độc lập của mình giờ đây em đã tự tin nói rõ những nhu cầu của mình kỹ năng viết của em đã được cải thiện đáng kể và em siêng năng chia sẻ thông tin chi tiết về các hoạt động ở trường của mình Phong thái của Julian đã trở nên điềm tĩnh và hòa nhập hơn khi thay vì đẩy các trẻ em ra xa em đã vui chơi và đồng hành với các bạn cùng lứa tuổi của mình đặc biệt em đã phát triển được khả năng làm theo và phản hồi chính xác những hướng dẫn của giáo viên bà Joan vui vẻ chia sẻ trước khi theo học tại Asadi Palm Julian đã dựa vào tôi để đáp ứng những nhu cầu cơ bản tôi cũng chán nản khi nhìn vào tình trạng của con mình. Nhưng sau khi gia nhập trường Asadipam, cháu đã tự chuẩn bị cho việc đến trường, thể hiện thói quen ăn uống đã cải thiện và dễ dàng mặc trang phục đi học. Bà nói thêm rằng Julian thậm chí còn đến xin bà hỗ trợ làm bài tập ở trường hàng ngày, hoàn thiện nhiệm vụ với sự nhiệt tình và tin tưởng. Trường đặc biệt Asadipom đang thực hiện một hành trình thay đổi với khoảng 460 trẻ em, khôi phục nhân phẩm và giúp cho các em có cuộc sống trọn vẹn. Trong số này, gần 50 sinh viên đã tìm được việc làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tự nuôi sống bản thân. Đáng chú ý, có 6 bé gái và 4 bé trai của trung tâm đã kết hôn, có con và sống đàng hoàng trước xã hội. Hiện nay trường Asadipam là mái ấm ban ngày cho 45 em nhỏ. Sir Salet Mary, hiệu trưởng của trường nói, đây là một cơ hội sâu sắc để hỗ trợ những đứa trẻ đặc biệt này. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa trong cách thể hiện của họ hàng ngày. Sau nhiều năm làm việc tại các trường học truyền thống, việc giúp đỡ những trẻ em đặc biệt ở trường này mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn và sự hài lòng cho đời sống tu trì của tôi. Sơ Select Mary nhấn mạnh đến những điều ngạc nhiên hàng ngày mà những đứa trẻ này nhận được qua lòng tốt của những cá nhân bác ái, cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm. Sơ tin rằng đó là sự quan phòng thường xuyên của Chúa trong cuộc sống và sự phục vụ của họ. Sơ cho biết niềm tin vào Chúa của Sơ đã được củng cố khi chứng kiến những thay đổi tích cực ở những học sinh như Julian. Sơ Salet Mary kết luận, Thiên Chúa lo liệu cho dân người thông qua sự phục vụ của các nữ tu dòng bác ái Nazareth. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. ダレットは絶好苦労し、ケンチュデス・ギドウ。